Xin chào các anh chị đã quay trở lại với trung tâm mua bán xe ô tô qua sử dụng Fast Car. Hôm nay Tâm sẽ lên sóng cho các anh chị một mẫu xe 5 chỗ bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu của nhà Toyota các anh chị. Toyota Vios bản G đời 2017, xe chuẩn xe gia đình, một chủ mua mới từ đầu các anh chị. Đi đúng 57.000 km và bảo dưỡng full lịch sẽ hãng nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nha, bên Tâm có hỗ trợ rút hồ sơ và định danh biển số cho các anh chị. Và đặc biệt anh chị mà mua xe này về thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ không tốn 20 triệu tiền biển khi mình bấm lại đâu các anh chị. Nước sơn thì còn rất là đẹp luôn. Đây, xe qua sử dụng thì có những xước sát sơ các anh chị. Bốn vỏ thì trụ mới thay 2022 gloss cực kỳ dày nha. Mâm đúc trang bị cho mình mâm 15 này, đét vỏ các anh chị từng thứ 25 2022, vỏ này thì anh chị đi thêm 40 50.000 km nữa thay. Đăng kiểm và cà vạt thì còn tới tháng 1 2025 luôn, 2016 anh chị. Chị vô tư xài ra, nước sơn thì còn rất là đẹp anh chị. Đây, nội thất thì ghế da zin nha, màu kem còn quá là căng luôn. Sàn thì vẫn còn là zin các anh chị, đầu CD anh chủ có lên cho mình một cái cam hành trình nữa. Xe này thì Tâm quay đúng chắc mọc chắc xe cho anh chị xem luôn, nên là anh chị có thể thấy là nó hơi bụi các anh chị, nhưng mà được cái là xe zin chắc mọc các anh chị. Bốn vỏ mới thay, gloss cực kỳ dày các anh chị. Đây, cản liền mạch nha, cụm đèn hậu phía sau sáng trưng các anh chị. Cho anh chị xem qua cái gầm này. Gầm bệ thì còn quá đẹp luôn. Xe này biển số thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị không sợ đâm đụng ngập nước đâu. Bên Tâm sẽ có cam kết cho anh chị đầy đủ nha. Phân khúc xe hạng B thì phần cốp rộng rãi thoải mái các anh chị. Phần nỉ còn mới đẹp nè. Đó. Cho anh chị xem đây. Vỏ sơ cua là có sử dụng rồi nha. Đây, ốc cốp các anh chị. Zin hết theo xe các anh chị. Hệ sùng chỉ là zin hết nha. Anh chị khi mua xe thì vẫn khuyến khích mình đưa vào chính hãng để kiểm tra xe, hoặc là đưa vào một trung tâm thứ ba kiểm tra các anh chị. Bên Tâm sẽ cam kết cho anh chị đầy đủ nha. Hàng ghế thứ hai là ngồi rộng rãi thoải mái, có bệ thì tay luôn. Tiếc một cái là Vios chưa trang bị cho mình cửa gió điều hòa ghế thứ hai các anh chị, chắc da thì còn quá đẹp. Đây, phần lái các anh chị, ngồi thắt ghế da đẹp ha. Gương gập điện chính điện này, odo chuẩn là 57.640 km các anh chị. Đây, bảo dưỡng tiếp theo là 60.000 km, vô lăng mây da, kết hợp các phím điều khiển tính năng các anh chị. Đây anh chị coi này, những cái góc gear này không có bị bóng mờ hết luôn nha. 6 túi khí an toàn, đầu CD zin theo xe, lên cho mình cam hành trình. Rồi, có điều hòa auto rồi. Anh chị coi này, cần số này, đúng chắc chưa? Xe thì bên Tâm sẽ cam kết auto cho anh chị nha. Anh chị chết thoảng thoải mái các anh chị. Rồi, tiếp theo cho anh chị xem qua cái máy nè. Xe đời 2017 thì hết hỗ trợ góp rồi. Chiếc này hiện tại bên Tâm đang chào bán giá là 380 mấy triệu thôi, còn thương lượng lọc lá chút ít các anh chị. Xe zin xe đẹp nha. Ốc carbo zin nè, sùng chỉ zin hết. Mọi chi tiết được phải nói là quá đẹp quá nhỉ. Ở cái đời này thì xe sẽ có sơn dặm vài chỗ nha. Này thì Tâm sẽ không cam kết cho anh chị là 100% zin, nhưng mà cam kết cho anh chị là 100% là máy zin. Nên là anh chị yên tâm sử dụng rồi. Đó, máy zin hết cái gì. Quá đẹp quá nhỉ ha. Toyota Vios bản G đời 2017 nha. Anh chị mà đang tìm kiếm cho mình một con xe 5 chỗ đời cũng tương đối nè, bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu thì liên hệ Tâm chốt chiếc này. Nói về những dòng xe phân khúc xe hạng B thì Tâm có như là Accent này, có City, có Astray các anh chị. Phân khúc xe này có Elantra, Civic rồi Cerato, Mazda 3 nha. Và còn những dòng xe 5 chỗ 7 chỗ khác, anh chị mà đang có nhu cầu đổi xe thì gửi cho Tâm vài tấm hình ảnh xe đi. Bên Tâm sẽ định giá miễn phí cho các anh chị và sẽ có giá cả đổi bù trừ cực kỳ hợp lý luôn nha. Muốn đổi xe, muốn bán xe, muốn mua xe thì cứ alo Tâm, Tâm sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị. Rồi xin chào các anh chị.